Thưa quý ông bạn chị em, tuần trước chúng ta học bài học mà tôi không biết bao nhiêu người nhớ. Đó là hai lời khuyên. Hai lời khuyên mà sứ đồ lão thành Phi-e-rơ là một những người đầy kinh nghiệm đã khuyên hai nhóm người khác nhau. Một nhóm đó là những người trưởng thành, những người kinh nghiệm, những người hầu việc Chúa. Và những người khác thì non nớt hơn, cần thời giờ để học hỏi. Và ông khuyên cả hai người bởi vì hai nhóm người đã có những đặc điểm riêng, có những cái tính cách riêng của từng nhóm. Nhưng mà dù trẻ hay già, dù kinh nghiệm hay non nớt, dù người có sự hiểu biết thâm sâu hay là những người đơn sơ, thì tất cả đều có một mục đích. Cho nên trong hội thánh của Chúa chúng ta khác nhau. Chúng ta khác nhau về mức độ, về hiểu biết lời Chúa, về kinh nghiệm cá nhân của chúng ta theo Chúa. Điều đó có thể khác nhau và điều đó là bình thường. Nhưng mà có một điều là mục đích của hai nhóm người, dù anh chị em theo Chúa lâu, anh chị em mới, anh chị em hiểu biết Chúa nhiều hay rất là đơn sơ, cũng có một mục đích. Đó là mục đích là làm thế nào để cùng chiến thắng trong một trận chiến mà từ câu 8 trở đi viết về điều đó. Cho nên tôi nghĩ rằng rất thích hợp cho chúng ta hôm nay để nói về điều này, để chúng ta có thể đứng chung với hội thánh, đứng chung với nhau, bởi vì sự chiến thắng nó thuộc về không phải một cá nhân nhưng mà thuộc về cộng đồng dân Chúa. Đó là cái điều mà lý do mà tôi dùng cái tựa đề của chúng tôi, đó là cùng nhau chiến thắng, để chúng ta hiểu rằng trong ý nghĩa của cộng đồng, hội thánh chúng ta chiến thắng, điều đó có nghĩa là chúng ta. Và tôi mong rằng chúng ta vẫn còn tháng 1 thì chúng ta nghĩ về năm mới sắp đến, trong năm mới 2024 tôi cầu nguyện rằng mỗi cá nhân chúng ta chiến thắng những cái thất bại, những cái yếu đuối cá nhân chúng ta, gia đình của chúng ta có những cái thất bại, cái yếu đuối cá nhân của gia đình mình, thì Chúa cho chiến thắng và hội thánh của Đức Chúa Trời ở đây cũng như vậy. Bây giờ thì quý vị mở ra ở trong Phi-e-rơ đoạn 5 câu 8 trở đi mà chúng ta vừa đọc qua với nhau. Cái điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy Phi-e-rơ nói kêu gọi đó để có thể chiến thắng đó là phải biết, hãy tiết độ và tỉnh thức. Ở trong Phi-e-rơ đoạn 5 từ câu 8 chép thế này, hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Tôi đọc lại câu đó một lần nữa. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Tôi đề nghị quý vị làm với tôi một điều thế này. Cái chữ mà tôi muốn quý vị lặp lại cùng với tôi đó là kẻ thù nghịch anh em là ai? Là ma quỷ. Bây giờ quý vị nói với tôi thế này, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ. Quý vị có nói điều đó không? Bây giờ chúng ta nói bắt đầu nha. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ. Nói lại lần nữa, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ. Nếu quý vị dạng đó nhìn qua người bên cạnh mình á, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ. Quý vị biết tại sao tôi nghĩ là quý vị nên lặp lại và nói với người bên cạnh mình là kẻ thù nghịch mình là ma quỷ không? Lặp lại như vậy để nhắc chúng ta rằng chúng ta không có lầm kẻ thù. Đó là ma quỷ chứ không phải cái người ngồi kế bên chúng ta. Không phải anh chị em ngồi phía trước, phía sau chúng ta trong hội thánh của Chúa. Nhạc sĩ Phạm Duy có cái bài hát là kẻ thù ta không phải là người. Kẻ thù ta không phải là người. Ở trong tiếng Anh nó có một cái chữ mà thường xảy ra phải dùng ở trong những trận chiến, đó là friendly fire. Theo một cái bài báo tôi đọc được là cuộc chiến của người Do Thái với lại Hamas bây giờ thì có một số lính Do Thái bị chết, và người ta thống kê và cho biết rằng 20% những người lính Do Thái bị chết tại chiến trường bây giờ đó, 20% trong số đó là bị friendly fire, bị phe mình bắn phe ta. Bởi vì có lẽ trong những cái chuyện xung đột như vậy họ không nhận ra nhau và họ bắn. Có một số những người bị bắt cóc và khi lính biết chỗ đó rồi tìm đến đó, thì thay vì biết đó là người bị bắt cóc, người Israel, thì họ lại bắn chết những người đó. Cái việc mà friendly fire, bắn chết, bắn lầm nhau đó mà khiến cho người khác chết đó, đó là một điều hết sức là đau đớn. Đó là một điều hết sức là đau đớn. Và tôi không biết quý ông bà anh chị em có bao giờ bị friendly fire chưa? Bị anh em mình bắn lầm mình chưa? Hoặc là mình bắn lầm anh em mình chưa?
Vì vậy cho nên ở đây điều chúng ta cần phải nói với nhau đó, mà Phi-e-rơ nói rằng kẻ thù nghịch của anh em là ma quỷ. Chúng ta phải biết rõ kẻ thù của mình trước khi chúng ta có những hành động. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ làm cái công việc friendly fire. Đấy là một những điều đau của nhiều người trong nhiều hội thánh. Có nhiều người rời hội thánh, có nhiều người bực bùng rầu như kia. Chẳng qua nó chỉ là friendly fire, mà đôi khi chúng ta không biết rõ kẻ thù của chúng ta là ai. Và một lần nữa, Phi-e-rơ nói như thế này: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ. Ma quỷ nó là ai? Có ai thấy nó chưa? Chưa thấy, nhưng mà sự thật thì ma quỷ là tồn tại. Kinh Thánh chép thế này: ma quỷ là một thực thể thiêng liêng. Ma quỷ gốc gác là những thiên sứ của Đức Chúa Trời, những tạo vật của Đức Chúa Trời, nó có quyền năng. Nhưng đó là những thiên sứ sa ngã. Từ thời chưa tạo thiên lập địa, và cho đến khi thiên sứ đó sa ngã, và khi Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Đức Chúa Trời dựng nên con người, và trong đó có tổ phụ của chúng ta là Adam và Eva, thì người Adam và Eva đã phạm tội bởi vì chịu sự cám dỗ của ma quỷ. Và chính tội lỗi đó đi vào Adam và Eva, và nó đi vào trong loài người. Và phải nói thế này, tội lỗi đó nó như là một cái di căn vậy, một cái DNA di căn ở trong con người. Từ thời Adam cho đến bây giờ, tất cả những cái dòng dõi loài người cho đến bây giờ, tất cả chúng ta đều chịu chung một cái hậu quả của tội lỗi. Cho nên nếu ngày hôm nay có tội lỗi trong đời sống của chúng ta, xuất phát từ cái điểm đó, sự sa ngã của tổ phụ chúng ta, và tội lỗi đi vào của chúng ta. Và vì vậy cho nên dưới sự thống trị của tội lỗi, ma quỷ có quyền trên đời sống con người. Và khi Chúa Giê-xu đến thế gian, chúng ta nói về việc Chúa Giê-xu Giáng sinh, Ngài đến thế gian, và Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho con người. Cái việc chết thay của Chúa là Chúa trả giá cho chúng ta. Cho nên một khi Chúa trả giá cho tôi và quý ông bà anh chị em, Chúa giải thoát chúng ta khỏi quyền của ma quỷ. Cho nên đây là một điều, một chân lý trong lời Đức Chúa Trời biết rằng, nếu chúng ta đã tiếp nhận Chúa, nếu chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, ma quỷ không có quyền trên chúng ta. Nó không có quyền ám hại chúng ta. Nó không có quyền đụng chạm đến đời sống của chúng ta, bởi vì trong chúng ta có Đức Chúa Trời, và cái nợ tội của chúng ta đã được giải quyết bởi sự chết của Chúa Giê-xu. Cho nên không ai trong chúng ta phải sợ ma quỷ. Vậy thì ma quỷ có thể làm được hại chúng ta không? Nó có thể làm hại chúng ta nếu chúng ta mở cánh cửa cho nó. Tôi trở lại với câu Kinh Thánh của chúng ta, quý vị nhìn thấy trên bảng. Phi-e-rơ nói như thế này: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống. Quý vị nghe sư tử rống, quý vị thấy sư tử rồi phải không? Đi vô trong trong sở thú thấy rồi phải không? Nó rống thì hồi trước nó rống hoặc nó gầm đó, như sư tử mà nó gầm thét, tức là nó dữ dội như vậy. Như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em. Cái chữ anh em mà quý vị thấy ở trong câu số 8 đó là con cái Chúa rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Điều này có nghĩa thế này: ma quỷ không có quyền ám hại chúng ta, nhưng nếu chúng ta sơ hở, chúng ta tạo cho cơ hội cho nó đó, thì nó có thể làm tổn hại chúng ta. Sự tổn hại mà chúng ta có thể bị đến ma quỷ đến đời sống chúng ta là tại chúng ta. Đó là lý do là như vậy. Vì vậy cho nên không phải ai cũng được hết. Ví dụ như trong nhà thờ chúng ta mấy chục người này, không phải người nào nó cũng có thể làm tổn hại được. Mà ở đây Phi-e-rơ nói như thế này: kẻ thù nghịch anh em như sư tử rống đang đi rừng mò chung quanh tìm kiếm người nào. Nghĩa là có một số người trong anh em, chứ không phải ai nó cũng có thể hại được. Anh chị em thấy cái chữ đó không? Cái người nào đó, một số người nào. Như vậy thì người nào này là ai? Ma quỷ có thể hại người nào là ai? Mục sư không? Yes, right. Giáo sĩ không? Chấp sự không? Yes, right. Người lớn thì sao? Nó có thể hại người lớn được không? Con nít trẻ nhỏ thế này. Chúng ta biết thì ngày hôm nay một trong những cái mà những điều cha mẹ có con nhỏ nhỏ mà lúc nào nó cũng vô trong YouTube á. Rồi nó chơi những cái game mà từ cái game này qua game khác, chúng ta không biết từ hiền cho tới dữ như nữa đó. Thì chúng ta biết rằng nó sẽ đầu độc các cháu. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sợ nó hại. Vì vậy cho nên người lớn cũng hại, nhỏ cũng hại. Và vì vậy cho nên nó có thể, cái người nào đó có thể là thanh niên không? Everybody. Yes, yes and yes. Everybody có thể là cái người nào đó. Cho nên cái nguy cơ đó là tất cả chúng ta. Quý vị biết không, là khi Phao-lô viết thư cho mục sư Timôthê, ông viết như thế này với Timôthê đó. Ông viết cho Timôthê ở trong đoạn 1 câu 3, ông nói rằng
Ông nói Timothy này, đây là sắp xếp những người giám mục, tức là mục sư đó, sắp xếp những người giám mục, và có chừng những người giám mục cũng có thể sa ngã. Tôi đọc một câu ở trong Timothy nhất đoạn 3 câu số 7 chép như thế này. Người giám mục là người phải được những người ngoại làm chứng tốt cho, chứ không phải là người đã ưng thì được, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Ma quỷ có thể hãm hại những mục sư, những giám mục và tất cả mọi người. Cho nên một lần nữa thế này quý ông bà, anh chị em, tất cả chúng ta, dù người đứng trên này nói cho quý vị đang nghe, dù người ngồi hàng ghế dưới kia, dù quý vị là những người nghe chúng tôi ở trên mạng, thì hãy hiểu một điều, tất cả chúng ta đều có nguy cơ bị tổn hại vì sự cám dỗ và gài bẫy của ma quỷ. Cho nên Führer nói rằng, anh em coi chừng, kẻ thù anh em đó, nó định, nó có thể nuốt anh em đó chứ không. Quý vị, nó thấy nó nuốt ai chưa? Chúng ta thấy có nhiều người sa ngã, nhiều người từ bỏ con đường theo Chúa của mình vì nhiều lý do trong cuộc đời của họ. Nhiều người đã hoàn toàn đánh mất đức tin, đã bị ma quỷ nuốt. Và vì vậy cái nguy cơ đến ta là cái anh đó, anh chàng người đó. Nhưng chúng ta vì cũng có thể. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào để có thể đối phó với trường hợp này? Và Führer chỉ cho chúng ta cách để đối phó. Cách mà Führer bảo chúng ta cách đối phó đó là hãy tiết độ và tỉnh thức. Cái phần đầu của cái câu đó, cảm ơn con. Cái phần đầu của câu nói rằng hãy tiết độ và tỉnh thức. Tiết độ và tỉnh thức tại sao? Và nói rằng bởi vì có kẻ thù như vậy, họ sẽ nuốt anh em, nó sẽ nuốt con. Vì vậy cho nên ở trong nói rằng cái tiết độ đó là Führer nói rằng anh chị em ơi, hãy tiết độ, hãy tỉnh thức. Xin lỗi. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Tiết độ là gì? Tiết độ đó là chừng mực, là vừa phải. Nó đi ngược lại với quá độ. Quá độ là quá xá đó. Ví dụ như thế này. Khi chúng ta ăn uống, quý vị biết ăn uống là đúng không, là tốt không? Nhưng mà sự quá độ nó cũng khiến cho chúng ta có nan đề. Ở cái tuổi của chúng tôi đó là mỗi lần ăn đó là bắt đầu cũng dè dặt. À, trong đó có đường nhiều không, trong đó có mỡ nhiều không. Có một lần tôi dạy một cái lớp học, có một người trong lớp học, có một người hỏi thế này đó là chúng ta có cơ thể, có thân thể, chúng ta phải gìn giữ nó. Vì vậy cho nên có một số các chất độc không nên đưa vào thân thể chúng ta, ví dụ như hút thuốc chẳng hạn, ví dụ như uống rượu chẳng hạn. Thì có người đã có hỏi rằng vậy thì mình ăn chè được không, ăn nhiều đường được không? Được không? Nhưng mà sao mà có một người, số người không ăn? Thế sợ nhiều đường, ở trong này có đường nhiều rồi. Nhưng mà trong những trường hợp như vậy đó, thì tôi nói rằng đó là những cái chất nó cần thiết cho cơ thể. Nếu quý vị không có đường vào cơ thể đó, chúng ta không có energy, đúng không? Energy, đường đem cho energy. Nhưng mà cái sự quá độ đó, nó sẽ làm cho chúng ta sẽ bị tiểu đường. Thực ra thì tôi chỉ dùng một hình ảnh đó thôi để cho nói với nhau một điều thế này. Cuộc sống của chúng ta trong cái sự quá độ, nó sẽ đem lại cho chúng ta nguy hại trong đời sống thể xác của chúng ta. Và cái sự quá độ nó sẽ đem làm chúng ta nguy hại đời sống tâm linh của chúng ta. Việc nói năng chẳng hạn, chúng ta sống giữa một xã hội tự do, chúng ta muốn phát biểu cái gì cũng được, nói sao cũng được, internet của tôi, Facebook của tôi nói gì cũng được. Mà chúng ta quên một điều rằng nếu chúng ta quá độ, chúng ta không tiết độ khi chúng ta phát biểu, điều đó nó sẽ gây lại hại. Nếu chúng ta đi làm việc, làm việc thực ra thì không có gì sai hết. Làm việc thì có tiền, không làm thì không ăn được. Vì vậy cho nên làm việc là điều quý. Nhưng mà đến một ngày nào đó làm việc mà làm ngày không đủ, mà tranh thủ làm đêm, mà làm thêm buổi tối đó, thì chúng ta sẽ thấy đó, quý vị biết đó là một sự quá độ. Cho nên khi chúng ta sống thiếu sự tiết độ, thì chúng ta biết rằng sự cám dỗ của ma quỷ sẽ đến. Vì vậy thưa quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta sống tiết độ, chúng ta sẽ nghe tiếng gầm của sư tử. Sống thiếu tiết độ, xin lỗi, chúng ta sống quá độ, chúng ta thiếu tiết độ, thì tiếng gầm của ma quỷ, và đó là lúc mà chúng ta coi chừng nó xuất hiện. Cho nên Führer nói thế này, các anh chị em ơi, sống một cách tiết độ trong cách chúng ta sống, trong cách chúng ta ứng xử, trong cách chúng ta làm việc, trong cách chúng ta nói năng, bởi nếu không thì chính chúng ta sẽ bị hại, ma quỷ sẽ như sư tử rống rình mò chung quanh chúng tôi. Chúng ta, tôi không biết anh chị em có điều gì cần phải tiết độ, thực ra tôi không biết điều đó, nhưng mà tôi biết một điều rằng thiếu sự tiết độ trong tất cả mọi khía cạnh trong đời sống, nó là những cái nguy cơ cho đời sống của chúng ta. Führer nói tiếp thứ hai đó, điều thứ hai đó là tỉnh thức. Tỉnh thức thực ra là gì?
tỉnh thức đó, thực ra đó nó có nghĩa là nhận biết cái nguy cơ để chúng ta cảnh giác, nhận biết cái nguy cơ cho đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta sa đà một việc gì đó thì có thì chúng ta được cảnh báo. Chúa Giêsu nhiều một trong những cái câu mà Chúa Giêsu cảnh báo những người theo Chúa bây giờ nhiều lần đó là hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức. Cái lần mà Chúa Giêsu đi với các môn đồ đi vào trong vườn Gethsemane, cái lúc mà Chúa Giêsu đang đối đầu với một cái nan đề rất lớn, Chúa bảo rằng ở đây tỉnh thức với ta. Thế mà mấy ông nó chịu không nổi ngủ, dĩ nhiên là về physical, về sức khỏe của ông, nhưng mà rõ ràng những người đó không nhận ra cái nguy cơ khủng khiếp đang Chúa phải đối đầu. Cái nguy cơ mà trong một vài tiếng đồng hồ nữa đó thì cái đàn của họ sẽ tan tác, họ không nhận ra được điều đó. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tỉnh thức là một cách chúng ta nhận biết có một nguy cơ trong đời sống cá nhân của chúng ta, có những nguy cơ trong đời sống gia đình của chúng ta, cho sức khỏe của chúng ta, trong đời sống tâm linh, cho hội thánh của chúng ta. Những cái việc xảy ra chung quanh chúng ta, coi chừng ma quỷ có thể sử dụng điều đó để làm chúng ta gãy đổ. Hội thánh của Đức Chúa Trời có thể gặp điều này điều khác, gia đình của chúng ta, nan đề của chúng ta. Ví dụ như trong trường hợp mà khi chúng ta có những mối liên hệ bất chính, có những cái thông tin sai lạc trong đời sống cá nhân của chúng ta với một người khác phái chẳng hạn, điều đó hãy tỉnh thức, bởi vì trước sau thì cái sự nguy cơ của sự gãy đổ gia đình sẽ xảy ra. Những việc như vậy, ví dụ như vậy, cho nên khi chúng ta biết rằng cái cách sống của tôi, suy nghĩ của tôi, cái sự ứng xử của tôi nó có những nguy cơ xảy ra thì phải coi chừng. Bởi vì không đó, chúng ta sẽ mãi mê, chúng ta có điều gì đó làm chúng ta mãi mê và chúng ta thiếu sự tỉnh thức, sự cảnh giác. Cho nên Phi-rơ nói rằng các anh chị em ơi hãy tiết độ trong đời sống của chúng ta, trong cách của chúng ta, bởi vì nếu không thì chúng ta quên rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời, rằng có bẫy dò, rằng cám dỗ nó sẽ làm tổn hại chúng ta. Sự bẫy dò tổn hại nó làm ảnh hưởng đến gia đình của chúng ta. Để chúng ta có thể quan sát ngày hôm nay trong cuộc sống của chúng ta, nhiều gia đình chỉ vì vô tình, vô tâm chúng ta lao theo một điều, chúng ta quên rằng ma quỷ có thể có những mưu mô trên đời sống của chúng ta, có thể làm tổn hại chúng ta. Những người hầu vị Chúa trong hội thánh cũng vậy, sẽ có những cách mà đôi khi chúng ta vô tình, vô ý, nó làm tổn hại nhau, buồn lòng nhau, và ma quỷ sẽ không bao giờ bỏ qua điều đó. Nó rất là khôn, nó biết chỗ nào là chỗ khoét sâu vào để làm nên điều này. Cho nên Phaolô Phi-rơ gọi rằng, anh chị em ơi, hãy tiết độ, hãy tỉnh thức. Ông nói rằng, dù cho nên khi mà chúng ta tiết độ, tỉnh thức đó, thì dù cho ma quỷ có mưu mô xảo quyệt đến đâu, dù cho nó có rình mò và tìm kiếm của chúng ta trong mọi chỗ, mà một khi chúng ta biết tiến độ, tiết độ và tỉnh thức đó, thì chúng ta không cần phải sợ cạm bẫy của nó. Chúng ta không sợ phải sự cám dỗ của ma quỷ nếu chúng ta biết rằng chúng ta có mối liên hệ với Chúa. Quý ông bà anh chị em biết ngày hôm nay một trong những điều mà tôi biết nhiều nhà đó là gắn cái sensor trước nhà đó. Cái sensor đó là cái tỉnh thức đó. Cái sensor mà trước nhà đó là nếu ai bước vào thì đèn sáng lên, ai bước vào thì cái ở trong nhà mình mấy cái máy, cái camera nó bật lên. Hoặc là ai mà gõ trước nhà mà chút xíu mình đi làm đâu, nó cũng báo động cho mình. Đó là những cái sensor cần thiết để chúng ta được sự an toàn. Vì vậy trong đời sống của chúng ta phải có những sensor như vậy. Đối với ma quỷ, nó đụng tới là mình biết liền, mình hiểu nó đang ở đâu. Cho nên khi mà chúng ta có cái sự tỉnh thức, thì cám dỗ ở đó, thì chúng ta không phải sợ cái cạm bẫy và cái cám dỗ của ma quỷ. Cho nên đây là điều tôi chia sẻ với các bạn, chị em chúng ta nói với nhau thế này. Hãy nhắc nhở nhau về điều này. Hãy để ý đời sống của anh chị em ta. Anh chị lưu ý, anh chị có nhiều người ví dụ đi làm nhiều quá, khi mà bỏ quên gia đình, bỏ quên sự thờ phượng Chúa. Thật ra là khi mà mời anh chị em đi thờ phượng Chúa, bỏ quên lâu, thật ra là một cái cách để chúng ta nhắc nhau về cái sự tỉnh thức, về sự tiết độ. Cho nên khi chúng ta nhắc nhở nhau, chúng ta nên bao phủ nhau bằng lời cầu nguyện để có thể tiết độ và tỉnh thức. Và nhờ đó chúng ta có thể đối phó với kẻ thù. Và đó là cái cách mà Phi-rơ chỉ dẫn dân sự Chúa ngày xưa. Tôi ước ao thế này quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta hãy coi đây là một trong những cái cách bảo vệ quan trọng mà chúng ta có thể nhận được. Cái điều thứ hai mà chúng ta thấy Phi-rơ nói đó là hãy đứng vững và chống cự. Cái câu số 8 mà chúng ta vừa nói đó là phòng thủ, defend, tức là ma quỷ nó rình mò trong quanh anh em, nó tìm cách tấn công anh em. Anh em phải để ý, phải coi chừng, phải tỉnh thức. Đó là cái phòng thủ. Nhưng câu số 9 đó, là offend, tức là tấn công. Cái câu số 9 chép như thế này:
Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn giống như mình. Phòng thủ không có đủ. Nếu chúng ta biết là nó ở trong quanh phòng thủ thôi, phải tấn công nó. Nghĩa là khi mà bị gai bẫy đó, thì chúng ta đừng nghĩ lắc đầu thôi, làm đâu. Hoặc là nếu mà nó chỉ cám dỗ thôi đó, thì đừng có em không dám đâu. Khi mà nó bị cám dỗ, không có đơn giản chỉ như vậy. Và đó là điều Führer nói. Ông nói là không chỉ nó không, mà bảo nó lui ra. Bảo nó là nó mà nó không lui ra, mà nó không sợ đó, Thì mày làm gì? Thực sự ra quý ông bà anh chị em, thực sự mà nói đó, ai đã trải qua sự cám dỗ rồi biết rồi, không mình không thắng được nó, đúng không? Bởi vì thực sự là chúng ta không phải là đối thủ với ma quỷ. Quý vị nghĩ rằng mình ngon lành, Kinh Thánh nói rằng chúng ta không nên đã bao giờ thách đố với ma quỷ. Chúng ta không nên, chúng ta không phải là đối thủ với nó. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta không thể nào thì làm sao? Đây là điều mà Führer nói, hãy đứng vững trong đức tin. Cái chữ mà khi của đây đó là trong. Chúng ta khi mà đối đầu với nó đứng vững, tôi nhớ là mấy người mà học võ đó, họ bảo là súng tấn, quý vị súng tấn không? Súng tấn làm thế này cho nó đứng, nó vững đó. Nhưng mà đứng ở chỗ nào là điều quan trọng. Và Führer nói rằng hãy đứng vững trong đức tin, nghĩa là chúng ta hãy nhờ cậy Chúa. Chúng ta không thể nào chiến đấu với ma quỷ, chúng ta không thể thắng hơn những cái mưu mô của nó, của ông bạn cho em. Nhiều người trong chúng ta đã ngã bởi vì chúng ta không biết cái đường, cái thế đi của nó. Nhưng chúng ta biết rằng khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta nhờ cậy Chúa, chúng ta có thể chiến thắng. Vì vậy cho nên ở trong Gia-cơ đoạn 4 câu 7 và câu 8, tôi đọc những cái câu trước đó quý vị chị em thấy trên bảng, tôi phải đọc trong này mới được. Ở trong đoạn 4 Gia-cơ chép thế này: vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Quý vị thấy không, mình có cái oai không? Tức là mình chống trả nó thì nó lánh xa, điều đó có nghĩa nó sợ mình phải không? Nó nghĩa là mình phải phục ma Đức Chúa Trời trước. Khi chúng ta thuận phục Đức Chúa Trời thì ma quỷ nó mới sẽ lánh xa. Nó chỉ lánh xa khi chúng ta nép mình vào Chúa, chúng ta đi chung với Chúa thì ma quỷ sẽ chạy xa. Điều đó không phải là chúng ta ngon lành, điều đó không phải là tại chúng ta mạnh, chúng ta hùng mạnh hơn nó đâu. Thực sự ra là Chúa chúng ta ngon lành cho nên nó chạy xa. Tại vì là Chúa chúng ta hùng mạnh cho nên ma quỷ nó bỏ chạy xa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, hãy làm một thế kia nào. Khi chúng ta đối diện với ma quỷ, thực sự chúng ta không đối diện bằng sức của chúng ta được. Chúng ta chẳng là ai đâu. Nghĩ là mình cũng một bụng Kinh Thánh đây. No, không ăn thua gì. Tôi nhớ có một lần, nhiều năm trước, tôi đến thăm một người. Và cái người đó có biểu hiện cũng kỳ cục lắm. Rồi người ta nghĩ không có biết có phải anh bị quỷ ám hay không. Rồi tôi mời vị mục sư, bây giờ vị mục sư cũng trẻ mà. Ông tới đi với tôi. Ông tới ông cầm cuốn Kinh Thánh này, thì cái người đó bắt đầu có vẻ đe dọa chúng tôi đó. Ông còn cuốn Kinh Thánh, ông nhí nhí vào cái người đó. Mà không sợ hết trơn, nó không lui lại hết trơn, đi tới hoài à. Tôi nhớ cái hình ảnh đó hoài, tôi nói, ồ mà đưa cuốn Kinh Thánh này nó không ngán à ta. Vậy bây giờ nó ngán cái gì? Chúng tôi không hết hiểu hết câu chuyện của cái người đàn ông đó, bởi vì thực sự là anh ta bị bệnh tâm thần. Nhưng mà tôi nghĩ thế này quý ông bà anh chị em, khi chúng ta cầm cái cuốn này thì tôi không nghĩ là nó sợ. Nhưng mà điều mà Führer nói đó và Gia-cơ nói đó, thực sự ra đời sống của chúng ta, cái con người của chúng ta, cái sự lệ thuộc vào Chúa của chúng ta. Cho nên đọc lại Gia-cơ 1:4 câu 7 một lần nữa, anh chị em sẽ thấy hãy phục Đức Chúa Trời. Đó là điều đầu tiên chúng ta làm. Mà khi chúng ta phục Đức Chúa Trời đó là chúng ta chống trả nó mới cúp đuôi nó chạy, đúng không? Tức là thì nó sẽ lánh xa anh em. Và cái phần sau câu 8 nói rằng hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Một trong những cái điều ngày hôm nay chúng ta theo đời sống theo Chúa của chúng ta, giống như các sứ đồ ngày xưa khi Chúa Giêsu bị bắt, chúng ta theo Chúa nhưng theo xa xa. Chúng ta cũng nhận là mình là cơ đốc nhân, nhưng mà khi nào thuận tiện thì chúng ta nhận, còn chúng ta bất tiện thì chúng ta không dám nói mình là con cái Chúa. Nhưng mà Chúa bảo rằng hãy đến gần Đức Chúa Trời. Và bao giờ chúng ta đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài đến gần chúng ta. Cũng ở trong Tin Lành Giăng, trong Thơ Giăng có một lần sứ đồ Giăng đã nói như thế này. Khi mà chúng ta đối diện với ma quỷ, ở trong đoạn 4 câu số 4 ông nói như thế này. Sứ đồ Giăng nói rằng hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi. Vì đấng ở trong các con là nhỏ hơn đấng ở trong chúng nó, đúng không quý ông bà anh chị em?
No, lớn hơn. Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, lớn hơn những người ở trong thế gian, lớn hơn ma quỷ. Vì vậy cho nên chúng ta không sợ ma quỷ, không phải là chúng ta có quyền trên ma quỷ, ngon lành hơn ma quỷ, nhưng đấng ở trong chúng ta. Cảm tạ Chúa vì Ngài ở trong chúng ta. Cho nên sau khi Sứ đồ Giăng nói như vậy ở trong đoạn 4 câu 4 của trang chân nhất, thì qua đoạn 5 câu 4 câu 5 ông nói như thế này: vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Câu số 5: ai là kẻ thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Tôi học điều này với quý ông bà anh chị em để nói với nhau một điều rằng chúng ta có thể chiến thắng ma quỷ, chúng ta có thể thắng hơn ma quỷ bởi vì đấng ở trong chúng ta, Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, khi có Chúa ở cùng chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, khi cho Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta đứng vững và chúng ta chống cự mà chúng ta không phải sợ hãi. Cho nên cái bài học của chúng ta đó là thế này. Anh em của mình, cái phần sau đó, tôi rất là thích cái phần sau của câu số 7 này, câu số 8 này. Rằng anh em của chúng ta hãy biết rằng, ông nói tôi đọc lại cái câu đó, rằng anh em của chúng ta, anh em hãy đứng vững, chống cự với ma quỷ. Bởi vì sao? Bởi vì anh em của chúng ta ở thế gian đó cũng đồng chịu một số phận như chúng ta, cũng chịu một hoạn nạn như chúng ta. Và khi tôi đọc cái câu đó, đó tôi nghĩ thế này, đó là điều mà Phi-e-rơ muốn nói thế này quý ông bà, anh chị em rằng, khi chúng ta ở trong hoàn cảnh khó khăn thử thách, khi chúng ta phải đối diện với nan đề, chúng ta không phải chiến đấu một mình. Tất cả những người theo Chúa đều biết điều này. Bà Phi-e-rơ nói rằng anh em của chúng ta rải khắp thế gian. Nếu quý vị biết rằng có những người ở nhiều nước trên khắp thế giới, họ cũng gặp hoàn cảnh này, chúng ta cũng gặp chuyện này. Đừng có nghĩ rằng nhiều khi chúng ta thấy mọi người, chúng ta thấy ngon lành, nó khỏe, lúc nào cũng cười, nó vui, ở nhà nó khóc đó, nó cũng có nan đề trên đời sống của nó đó. Những người theo Chúa có những nan đề đó. Cho nên thế này, chúng ta không chiến đấu một mình, có những người đồng cảm với chúng ta. Cho nên thú thật một điều mà thánh này, khi chúng ta gặp nan đề đó, chúng ta cảm thấy mình sợ, mình thấy một mình cho nên mình cũng sợ. Nhưng Kinh Thánh bảo rằng không sao hết đó. Khi anh chị em chiến đấu với ma quỷ đó, người khác cũng chiến đấu với ma quỷ. Hãy hiểu rằng cái hoạn nạn không phải chỉ chúng ta mà thôi, nó không đem cái nan đề đến chúng ta mà thôi, người khác cũng có nan đề. Cho nên tất cả mọi người khác cũng đều có nan đề. Cho nên khi mà Kinh Thánh bảo rằng khi tôi chiến đấu đó, và anh chị em cùng chiến đấu đó, Hội Thánh Đức Chúa Trời cùng chiến đấu, thì tất cả chúng ta đều chiến thắng bởi vì chúng ta cùng chiến đấu. Tôi trở lại điều này để nói trong cái ý nghĩa của cộng đồng, của Hội Thánh. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ gặp những nan đề. Hội Thánh gặp nan đề một cách cá nhân. Nếu một người trong chúng ta rút lui đó, thì chúng ta bỏ khoảng trống đó cho ma quỷ. Ở trong một trận chiến giống như ở bên Do Thái bây giờ, hoặc là ở bên Ukraine bây giờ, khi mà có một hàng chiến tuyến như thế này, có một cái chỗ nào, một đơn vị nào đó họ rút lui, họ bỏ trống đó, thì đó là cái cơ nguy của sự thất bại. Cho nên khi ở trong sự chiến đấu với ma quỷ và sự khó khăn, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em rằng chúng ta, mỗi cá nhân của chúng ta, cầu xin Đức Chúa Trời rằng chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ đứng lại cái chỗ của mình, sẽ chiến đấu chỗ của mình, cầu nguyện cho những anh em chị em mình. Khi chúng ta đứng ở chỗ của mình, chúng ta cover những người ở chỗ khác. Một khi chúng ta rút lui đó, ma quỷ sẽ chiến đấu và sẽ chiến thắng. Cho nên tôi điều này để kêu quý ông bà anh chị em rằng sẽ có những nan đề trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em, trong đời sống cá nhân của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Đừng bao giờ bỏ cuộc trong tư cách một cách cá nhân, bởi vì một cá nhân bỏ cuộc, điều đó nó sẽ dẫy thêm cái mà người ta gọi là cái hiệu ứng domino. Khi một cái ngã thì tất cả những điều khác ngã theo. Do đó hãy nghĩ đến người khác khi chúng ta trải qua hoạn nạn. Hãy khích lệ anh chị em mình, hãy cầu nguyện cho anh chị em mình, hãy cùng đứng chân một chỗ, một chiến tuyến của sự cầu nguyện, hãy nâng đỡ, hãy khích lệ nhau. Cho nên mỗi người hãy cam kết với Đức Chúa Trời rằng con chiến đấu, nhưng mà con chiến đấu cho mình, nhưng điều đó có nghĩa là chiến đấu cho anh chị em của con. Anh chị em, đừng, khi chúng ta không bỏ vị trí chiến đấu của mình, nếu quý vị không bỏ vị trí của mình, tôi không bỏ vị trí của tôi, và người khác không bỏ vị trí của họ, thì chúng ta có thể chiến thắng không? Yes, tất cả chúng ta có thể chiến thắng điều đó. Cho nên chúng ta có thể chiến thắng. Nên đây là điều kết luận lại điều này với quý ông bà anh chị em rằng dù nghịch cảnh, dù nan đề xảy ra trong đời sống của chúng ta, hãy đứng chung, hãy chấp nhận nhau, hãy đứng vững và chống cự ma quỷ. Again, một lần nữa, là kẻ thù của chúng ta đó là ma quỷ chứ không phải anh em của chúng ta. Nếu có một người nào họ nói xấu của chúng ta, nó không phải là kẻ thù của chúng ta đâu. Có điều gì đó xảy ra trong đời sống của người anh em của chúng ta, có thể họ đang gặp nan đề.
Người ta gọi là hurt people, quý vị nghe chuyện đó phải không? Những người mà làm cho chúng ta bị tổn thương đó, đôi khi chính họ bị tổn thương, cái sự tổn thương của họ đã đem đến chúng ta, cho nên họ cũng là nạn nhân. Hãy cầu nguyện, hãy cảm thông và yêu mến anh chị em của chúng ta. Và một khi chúng ta có tinh thần đó rồi, chúng ta biết rằng behind that one, ở phía sau điều đó, anh họ không phải là kẻ thù của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho họ và Đức Chúa Trời sẽ chữa lành họ, và Đức Chúa Trời sẽ chữa lành chúng ta. Và một khi chúng ta cùng chống cự với nhau như vậy, hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ đứng vững. Tôi cầu nguyện chia sẻ với quý vị điều này để rằng chúng ta, những con cái của Đức Chúa Trời, những anh chị em của chúng ta, những cái chiến tuyến, họ cần sự cầu nguyện hỗ trợ của chúng ta, và trong khi chúng ta cần sự hỗ trợ của họ. Cho nên xin Đức Chúa Trời ngài cho chúng ta đứng vững và chống cự cho ma quỷ. Tôi đến một cái điều thứ ba mà chúng ta sẽ thấy trong này, đó là cái chiến lợi phẩm. Tôi dùng cái chữ này là chiến lợi phẩm này. Đó là sau khi tôi chiến đấu và tất cả mọi người chiến đấu thì được cái gì? Tôi dùng cái chữ chiến lợi phẩm là thứ nhất là được trọn vẹn, thứ hai là được vững vàng, thứ ba là được sức mới, ở trong câu số 10. Câu số 10 nói đến cái việc đó rằng, nếu tôi đọc luôn đó thì câu số 9 nói rằng hãy đứng vững trong đức tin, chống cự lại nó, vì biết rằng anh em mình đã trải khắp thế gian đồng chịu hoạn nạn như mình. Và câu số 10, Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Thì sau khi, đây này, cái phần đầu của câu 10 thì nói rằng Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta, gọi anh em đến với Chúa trong sự vinh hiển của Chúa. Và bây giờ thì câu số 10 phần sau đó thì là nói rằng chịu khổ, tức là ở trong tình trạng chiến đấu. Chiến đấu thì không có sướng gì hết trơn, mà đây là khổ. Và ông nói thế này: sau khi anh em chịu khổ, sau khi anh em trải qua hoàn nạn, nạn quái quanh năng đề, trải qua cuộc chiến rồi đó, thì được điều gì? Chính Ngài sẽ làm cho anh em được trọn vẹn. Đó là cái chiến lợi phẩm. Trọn vẹn có nghĩa là, ở trong tiếng Anh thì dùng chữ perfect, tức là trọn vẹn, tức là chúng ta trưởng thành. Mỗi lần mà chúng ta chiến thắng ma quỷ đó, mỗi lần chúng ta chiến thắng cám dỗ một lần đó, chiến thắng sự tối tăm một lần, là chúng ta được trui rèn để trưởng thành. Nếu anh chị em ngày hôm nay ai đó mà thấy rằng mình được trưởng thành hơn là tại vì chúng ta qua nan đề. Sự nan đề đó là một cách tốt nhất Đức Chúa Trời ngài làm cho một người được trưởng thành. Cho nên quý ông bà anh chị em, nếu quý vị gặp nan đề, đừng bao giờ sợ hãi. Nếu gặp cám dỗ đừng sợ hãi. Một sư Rick Warren ông bảo rằng cám dỗ đó đôi khi nó là một phương tiện rất là tốt. Tại vì thế này, nếu mà chúng ta thắng được một sự cám dỗ đó, điều đó có nghĩa là chúng ta chạy gần Đức Chúa Trời một chút. Nếu sự cám dỗ nó khều khều mà nó đến, hay mình nói gian một cái đi, tức là có cái điều gì đó chúng ta thấy it's no, không được, mình cũng định như vậy mà nghĩ, bắt đầu mình đổi ý đó, thì bắt đầu mình thắng được sự cám dỗ. Một sự thắng sự cám dỗ nó kéo anh em lại gần Đức Chúa Trời hơn. Cho nên thưa anh chị em, một khi chúng ta chiến thắng ma quỷ, Đức Chúa Trời dùng để trui rèn chúng ta, chúng ta sẽ được trọn vẹn. Cho nên sự trọn vẹn, dĩ nhiên cái trọn vẹn theo cái nghĩa là mình hoàn toàn, mình không có hoàn hảo, nhưng mà mỗi ngày mình bước lên một chút xíu. Cho nên trận chiến mà chúng ta đối diện, nó sẽ đem cho chúng ta cái lợi thế, chứ không phải là cái sự thất bại. Cái chiến lợi phẩm thứ hai là sự vững vàng. Vững vàng, established, hoặc là firm. Tức là mỗi lần chiến thắng như vậy đó, nó giống như thế này. Giống như cái cây vậy đó. Mà sau cái cơn bão đó, người ta có một cái thí nghiệm thế này. Người ta trồng một loại cây, một cây thì người ta trồng gần bờ biển, cây khác đó người ta đem trồng giữa cái thung lũng. Thì cái cây trong thung lũng đó, khi mà có gió đến cái thung lũng đó, thì cái rễ rất là cạn, chị em biết không? Mà tại sao còn cây gần bờ biển thì rễ nó sâu hơn? Quý vị biết tại sao rễ sâu hơn không? Gió nó lay, và gió càng lay bao nhiêu đó thì cái rễ nó đâm sâu chúng bấy nhiêu. Còn anh mà anh đứng giữa thung lũng đó, anh thấy khỏe rồi, anh không, cái rễ anh không cảm thấy có nhu cầu phải đâm xuống lòng đất. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, trong thử thách, trong nan đề, trong khó khăn của chúng ta, mỗi ngày mỗi cái việc xảy ra, hãy cầu nguyện với Chúa, nắm Chúa chút xíu. Mỗi lần như vậy đó, cái rễ của chúng ta nó đâm sâu vào Chúa. Cho nên đời sống của chúng ta vững vàng là khi chúng ta trải qua khổ nạn. Tôi không xin gió đến, tôi không mong khổ nạn trên đời sống của chúng ta, tôi. Nhưng mà nếu khổ nạn đến, tôi cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì điều đó làm cho rễ của tôi bám sâu hơn trong Đức Chúa Trời một chút, chúng ta được vững vàng. Cho nên thực sự ra mà nói đó, trong sự chiến đấu, nó không phải là tất cả đều là tiêu cực, tất cả đều là có hại, nhưng nó sẽ đem lợi cho đời sống của chúng ta nếu chúng ta vượt qua được nó. Cái chiến lợi phẩm thứ ba đó là được thêm sức, mà chúng ta có thể tạm gọi là được sức mới. Ở trong bản tiếng Anh gọi là strengthen, nghĩa là trong những hoàn cảnh như vậy, trong những cái lúc mà chúng ta bị dao động, bị tấn công, bị dồi dập, đó là cái lúc mà chúng ta ngước mắt lên,
Quý ông bà anh chị em đừng bao giờ tự mình chiến đấu, hãy nép vào Chúa, hãy phục Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta ngước mắt lên thì đây là điều mà lời Chúa hứa ở trong Esai đoạn 40 câu 31 rằng: nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc sẽ được sức mới, cắt cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Do đó thực ra thưa quý ông bà anh chị em, cuộc chiến tâm linh thực sự không phải đáng sợ. Nếu ma quỷ tìm cách rình mò chúng quanh thực, chúng ta thực ra nó không phải đáng sợ. Nó đáng sợ là khi chúng ta không tỉnh thức. Nó đáng sợ là khi chúng ta nhường bước cho nó, chúng ta không nép vào Chúa để chiến đấu đối với nó. Đó là điều đáng sợ. Cho nên xin Chúa Chúa Trời người dùng để nhắc tôi với anh bạn chị em rằng cái sự cuộc chiến tâm linh, cái cuộc chiến chúng ta đối đầu đó, nó sẽ đem với chúng ta sự quý báu, sự trưởng thành. Bởi vì qua cuộc chiến đó chúng ta trở nên trưởng thành hơn. Qua cuộc chiến đó chúng ta được vững vàng, và qua cuộc chiến đó Đức Chúa Trời thêm cho chúng ta sức mới. Vì vậy cho nên đây là điều mà tôi muốn kết luận là quý ông bạn cho em rằng hãy nương cậy nơi Đức Chúa Trời, và tôi cầu nguyện là Đức Chúa Trời sẽ làm chúng ta trong những ngày sắp tới. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài không bỏ chúng ta một mình. Trong cuộc chiến của chúng ta, trong những khó khăn, trong những nan đề của chúng ta, Đức Chúa Trời không bỏ chúng ta một mình. Ngài bảo rằng con hãy nói chuyện với Chúa và phó thác trong tay Ngài. Cuộc đời theo Chúa và tôi học với Chúa, tôi cũng có những lúc như vậy. Có những lúc mình cảm thấy mình không biết làm gì. Không biết làm gì thì bây giờ làm gì. Thực ra đó là cái chỗ mà chúng ta giao phó Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng ta. Tôi muốn đọc một vài câu kinh thánh ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5, những câu còn lại của chúng ta, nhất là ở trong câu 12 trở đi. Quý bạn có kinh thánh thì xin mở ra đọc, tôi không có post trên bảng. Cái câu đó chép thế này: sau khi Phi-e-rơ dạy họ, nhắc nhở họ và hướng dẫn họ rồi, thì ông cái câu 11 là ông như là một cái lời chúc phước và tôn vinh Chúa dành cho họ. Và câu 12 chép thế này: tôi cậy xin văn là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ này đặng khuyên anh em và làm chứng cho anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, anh em phải đứng vững trong đó. Ông nói rằng cái người thư ký của ông là Sinvan viết cái thư đó, ông nói rằng tôi nhờ người này viết những điều này với anh em, đây là ơn của Đức Chúa Trời đãi tôi. Và câu số 13: hội thánh của Đức Chúa Trời được chọn tại thành Babylon chào anh em, con tôi là Mark cũng vậy. Tức là một hội thánh đó, ông hầu vị Chúa, ông thờ vịnh Chúa tại đó. Người ta nghĩ cái hội thánh Đức Chúa Trời Babylon có thể là lúc bây giờ Phi-e-rơ đang ở Rome, một cái tên mà lúc bây giờ người ta nghĩ rằng có thể đó là tên của Babylon. Và chào hội thánh đó, chào những con cái Chúa mà ông Phi-e-rơ viết thư đó, và chào anh và anh em, và con tôi là Mark, một người mà quý vị biết, người viết sách Mark. Và ông đó là người ở dưới sự nâng đỡ, che chở của Phi-e-rơ. Và bây giờ Phi-e-rơ gọi ông như là con thuộc linh của mình vậy. Và đặc biệt câu số 14. Câu số 14 chép thế này: anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Nguyện xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Đấng Christ. Khi tôi đọc những câu này, nếu quý bạn chị em có cơ hội đọc lại những câu này từ câu 12, 13, 14, chúng ta sẽ thấy rằng cái mối liên hệ trong Đức Chúa Trời là cái điều cần thiết trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Cái mối liên hệ trong Chúa, mối liên hệ với nhau. Cái chữ mà chúng ta thấy, quý vị thấy cái chữ lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau đó, đó là một cái ý nghĩa gần gũi, yêu thương, quan tâm đến người khác. Thực sự ra để có thể hội thánh có thể đứng vững, những cá nhân trong hội thánh đứng vững đó, thật là cái xây dựng cái mối liên hệ. Cái mối liên hệ của chúng ta nó giữ cho chúng ta đứng vững. Hãy yêu quý cái mối liên hệ ở trong Chúa quý ông bà anh chị em. Có thể có những lúc chúng ta bị friendly fire, chúng ta bị hiểu lầm, nhưng đừng bao giờ nguyền rủa, đừng bao giờ từ bỏ. Hãy nuôi cái mối liên hệ đó, và chính cái mối liên hệ đó giữ cho hội thánh đứng vững và chúng ta có thể chiến thắng. Trong mấy ngày qua tôi đọc một cái tin tức về cái stadium. Quý vị biết stadium này không? Có vài người ở đây vào trong rồi, tôi chưa có cơ hội vào. Đây là AT&T Stadium ở Arlington, là cái chỗ của Cowboys play. Người ta đang có một cái dự án, người ta sắp sửa là sẽ renovate, nâng cấp cái stadium này lên với cái giá là 294 triệu đô la. Mục đích làm đó là để đón World Cup năm 2026 thì sẽ có World Cup, một cái trận đấu bóng đá thế giới sẽ về vùng của chúng ta. Ai chuẩn bị mua vé? Có ai mua vé không? Chú cho người có một vài người dám đưa tay lên. Và người ta nâng cấp lên, renovate lên để có thể đón World Cup, và người ta đang hy vọng rằng
ở AT&T Stadium sẽ là nơi mà có trận chung kết. Và người ta rất là hào hứng về điều đó, và đó là lý do cái ông chủ của Cowboys ông mới bỏ ra gần 300 triệu đô la để có thể nâng cấp, bởi vì người ta mong rằng có một điều gì đó tốt lành cho cái vùng đó. Tôi đọc cái đó xong tôi nghĩ đến chuyện này, tôi muốn nâng cấp cái này. Khi quý vị nghe thấy cái renovate cái đó thì quý vị nhìn thấy chúng ta có cơ hội renovate trong nhà thờ chúng ta, right? Chúng ta sẽ renovate cơ sở. Nhưng mà sự thực á, cái điều tôi ước ao quan tâm hơn là renovate những con người này. Những con người này chứ không phải là cơ sở. Cho nên tôi nghĩ rằng họ renovate cái AT&T Stadium, nhưng mà cái điều quan trọng đó là những người chơi ở trong đó. Đó là điều quan trọng. Cho nên tôi thấy cái điều đó và tôi nghĩ đến điều này về hội thánh của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi cầu nguyện rằng hội thánh chúng ta nâng cấp cơ sở, nhưng quan trọng là chúng ta nâng cấp đời sống tâm linh của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho hội thánh. Tôi kêu gọi con cái Chúa hãy cầu nguyện cho hội thánh. Xin Chúa cho chúng ta được nâng cấp trong đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn, chúng ta gần gũi Chúa nhiều hơn, chúng ta chiến thắng nhiều hơn. Và đó là cái điều mà mỗi con cái Chúa, mỗi cá nhân của chúng ta phải được nâng cấp. Và một khi chúng ta làm điều đó, chúng ta tin rằng hội thánh của Đức Chúa Trời nâng cấp thì Ngài sẽ chiến thắng. Và khi chúng ta cầu nguyện cho chính mình, chúng ta được nâng cấp, chúng ta chiến thắng. Và tôi cầu nguyện thế này, hãy tin cậy vào sự chiến thắng của cá nhân của chúng ta khi chúng ta bước về phía trước. Hoặc sự chiến thắng của gia đình chúng ta bước về phía trước vào hội thánh của Đức Chúa Trời. Quý vị có tin điều đó không? Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài dùng điều này để nhắc chúng ta và dạy chúng ta về chính mình Ngài. Bây giờ xin mời tất cả mọi người đứng lên. Tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, chúng ta vẫn ở trong những khó khăn, nhưng chúng ta không bao giờ dừng lại trong sự khó khăn của chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài dùng điều này để nhắc nhở chúng ta. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có nhiều nan đề. Ma quỷ không bao giờ rời chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời luôn ở bên chúng ta. Và vì vậy chúng ta sẽ chiến thắng. Ngày hôm nay và những ngày còn lại trong năm 2024, tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời Ngài dùng điều này để nhắc chúng ta rằng ôi con là người chiến thắng. We are the winner. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài nhắc chúng ta điều đó để chúng ta luôn luôn đứng vững ở trong Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài nhắc nhở tôi và quý ông bà, anh chị em điều này trong cái nghĩa hội thánh, trong nghĩa gia đình và trước hết, quan trọng hơn trong mỗi đời sống.